Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hoàng.com. Trong những video trước mình đã giới thiệu với các bạn là rất là nhiều cái dòng xe thương hiệu Nhật Bản đã qua sử dụng tại nước Nhật. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn cái chiếc xe đạp của Nhật nhưng mà Nhật sử dụng nhưng mà thương hiệu Mỹ. Thì đây là chi tiết một chiếc xe như vậy. Chiếc xe này thì giống rất là nó không phải là cái cấu thông thường như là những cái xe mà thông dụng bên là cái gióng ngang, mà cái gióng này nó hơi chéo thì sẽ giúp cho cái người dùng người đạp xe dễ dàng lên xuống hơn. Khung thì còn rất là đẹp, sơn rất là đẹp, khung thì được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm. Đấy, chất liệu hợp kim nhôm. Thế tại sao mà phân biệt được hợp kim nhôm hay là khung bằng sắt thì các bạn hãy tìm trong những cái video mà trong kênh của tôi đã chỉ cách phân biệt khung nhôm và khung sắt, hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể lấy cái chiếc 500 hít, cái cục hít hoặc là 500 đấy, các bạn dính vào khung, nếu mà nó dính thì là sắt mà không dính thì là nhôm. Chiếc xe là của xe này là hiệu chiếc xe là có thương hiệu của Specialized. Đây là một cái thương hiệu xe đạp của Mỹ đã qua sử dụng tại thị trường nước Nhật. Có tên là hiệu là Specialized và model là hiệu là Global Specialized. Như các bạn thấy ở trên đầu và càng cũng đều có logo của hãng. Xe được trang bị cái bộ chuyển động là một bên là 3 đĩa. Đây là lên đĩa, cái này là giảm đĩa. Đây, như các bạn thấy khi tôi bấm thì cái này nó sẽ đấy, tôi bấm bên tay trái là cái này nó sẽ giảm đĩa, gia tăng chỉnh cái đĩa. Và bên tay phải được trang bị một bộ chuyển lip gồm 8 tốc độ của hãng Shimano. Đấy, cũng như vậy, bên này là cái cần nhỏ, đây là cần về lip và đây là sẽ là lên lip. Như các bạn thấy là cách thức hoạt động của nó. Như các bạn thấy là chiếc xe đạp quay rất là bon, hầu như là giữ đà rất là lâu. Xe được trang bị cuộn bát là thuộc hàng cao cấp, chén cổ là thuộc hàng cao cấp của Specialized chính hãng. Niềng xe được trang bị vành đũa là Elok, cam Elok. Liềng nhôm, vành nhôm, camilốc, vành nhôm. Đây là size. Size của chiếc xe này là 45 cm. Thì cái cách mà đo size như thế nào thì các bạn hãy tìm trong cái kênh video của trước của tôi. Tôi đã hướng dẫn các bạn cách đo size xe đạp thể thao. Và đây có dòng chữ là Design for World, có nghĩa là cái model này đấy. Cái model xe đạp này thì nó được thiết kế cho thế giới, tức là rất là nhiều người có thể sử dụng được. Design for World của hãng Specialized. Cọc yên này, cái chiếc yên này cũng ở chính hãng Specialized, có logo Specialized. Và cọc yên này cũng kiêm luôn là giảm sóc, khi mà mình vào sóc thì nó cũng góp phần giảm cái lực chấn động từ mặt đường lên người đạp. Đằng sau xe thì trang bị được cái lip 8 tầng của Shimano, Meyer Shimano, lip thả 8 tầng, bộ chuyển động là Shimano Antut. Xe cũng khá là đã qua sử dụng nên là cũng không còn mới nữa, nhưng mà chất lượng thì vẫn tốt, nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Đùi đĩa Shimano 3 tầng.
chiếc xe đây, một chiếc xe touring cũng đi đi trong phố rất là nhẹ nhàng, cấu hình cũng vừa phải, giúp các bạn sử dụng tốt. Như vậy mình đã trình bày sơ giới thiệu với các bạn chiếc xe Personalize thương hiệu của Mỹ. Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video mới, và ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo. Bên cạnh nút đăng ký có hình chiếc chuông, các bạn hãy ấn chiếc chuông để các bạn là những người đầu tiên mà được YouTube ưu tiên có thông báo khi mà chúng tôi có những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.